Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Tân Phát. Thì hiện tại trên tay tôi sẽ là sản phẩm máy chấm công Ronan Jack K14 Pro. Chúng ta lại tiếp tục tiến hành mở hộp sản phẩm. Trong một sản phẩm sẽ có máy máy chấm công nhãn hiệu là K14 Pro, một thẻ mẫu đi kèm, một củ sạc adapter, một củ adapter, nguồn adapter và bộ vít nở để bắt giá. Giá thì sẽ đi kèm luôn với cả máy. Với sản phẩm K14 Pro Ronan Jack sẽ có cái bộ lưu trữ bao gồm 3.000 dấu vân tay và 3.000 thẻ và có tất cả là 200.000 lượt chấm ra vào. Cái bộ nhớ rất là lớn để chúng ta có thể thoải mái sử dụng với các cái doanh nghiệp có cái hoạt động nhiều nhân sự và nhiều ca kíp, cũng như là cái lượt truy cập trong ngày lớn, có thể sử dụng cái dòng K14 này để lắp đặt rất là tiện lợi. Thì tiếp đến chúng ta bắt đầu khởi động máy lên để mình có thể xem được cái giao diện bên trong máy nó như thế nào. Thì máy sẽ có hai cái cổng kết nối cơ bản nhất, nó là cổng kết nối nguồn AC và một cổng kết nối LAN, mạng LAN. Sau khi mình kết nối nguồn và mình sẽ bấm nguồn để khởi động. Máy khởi động lên thì sẽ có một cái giao diện là màn hình khởi động giống như rất nhiều cái dòng của dòng máy chấm công của Ronan Jack trước đó mình đã review, thì sẽ có phần hiển thị đồng hồ, các cái thông số thứ ngày tháng, mạng, dữ liệu đám mây mình lại tiếp tục là đăng nhập. Đó, ở trong này thì sẽ có các cái thông tin là người sử dụng, thì trong này sẽ có bao gồm các cái mục là người sử dụng mới để mình có thể lấy được vân tay này, set up vân tay này, set up thẻ này, mật mã này, và sẽ cũng sẽ có ID mình nhập tên đó, sau đó là chọn vai trò người sử dụng, lấy dấu vân tay. Thì cái tốc độ đọc vân tay của cái dòng máy này cũng rất là nhanh, chỉ dưới 1 giây thôi thì là đã nhận vân tay rồi. Thì trong cái quá trình mình lấy vân tay thì mình sẽ chọn số, cái số thứ tự phù hợp với cái ngón tay mình lấy, ví dụ như mình đang lấy tay phải này, số 6 này. Mình nhắc lên lại đặt xuống, nhắc lên lại đặt xuống 3 lần. Hầu như tất cả 99% các máy chấm vân tay của Ronan Jack thì cái thao tác thì đều là như vậy. Tiếp đến là mình sẽ nhập thẻ, mình thẻ sẽ có sẵn ở trong máy đây rồi, mình chỉ cần quét thẻ thôi là nhận ID của thẻ. Tiếp đến là phần mật mã, mật mã thì sẽ cũng là dạng số, mật mã thì sẽ là dạng số và 8 ký tự, 8 số. Mình sẽ nhập là từ 1 đến 8 đi. Đó. Xác nhận và xác nhận lại một lần nữa. Vậy là xong. Mình đã set up 3 cái thông tin cơ bản là vân tay, thẻ, mật mã và cái vai trò người sử dụng. Thì mình đối với cái thẻ này thì máy thì cấp có một chiếc thôi. Thì nếu mà bạn muốn sử dụng thêm với các cái thẻ từ như thế này để có các hoạt động chấm công bằng thẻ này, thì mình sẽ setup vẫn là người sử dụng và sử dụng thẻ đối với từng người. Còn đối với cả những ai mà đối với những doanh nghiệp nào hay là công ty nhà xưởng thì chỉ sử dụng chấm vân thôi, thì mình nên sử dụng cái thẻ này làm người quản trị, có thể truy cập được vào phần menu của máy. Đó. Mình nhập tên. Vậy là mình đã set up xong thành công một cái người quản trị cho máy chấm công Ronan Jack K14 Pro.
Tiếp đến là mình có thể setup thêm các cái người sử dụng khác, ví dụ như là nhân viên để chấm công, các cái cá nhân ở trong công ty để chấm công, thì mình cũng sẽ lại nhập tên, lấy dấu vân tay, và cái người sử dụng thì mặc định ở trong máy đã để là người sử dụng rồi thì mình không nên không cần phải thay đổi làm gì nữa, thì ở đây đã có sẵn ở đây là ba cái vai trò người sử dụng, thì một là mình để là người sử dụng, và hai là mình để quản trị cấp cao, là quản trị cấp cao thì mình đã để là như ban đầu là một người rồi, còn ví dụ bên phía công ty hay là doanh nghiệp các bạn có thêm người quản trị khác, ví dụ như là kế toán này, đi cùng với nhân sự đấy, kết hợp để quản lý máy chấm công, thì mình có thể là chọn người tiếp theo là quản trị cũng được, đó là tùy cái mục đích sử dụng của từng người. Ngoài ra thì ở trong menu mình sẽ có thêm các cái mục như là vai trò người sử dụng để xét quyền người sử dụng. Và phần thiết lập liên kết để mình thiết lập các cái kết nối đối với máy tính trong mạng LAN với máy chấm công. Ở đây thì trong này sẽ có các cái địa chỉ IP này, mình sẽ set IP này. Đó. Và mình chỉ cần set cái IP trong giải này thôi. 192.168 và cái giải của mình là ví dụ như là .1 hay là .2 cho đến 255 và cái đuôi nữa. Đó, đấy là thông thường sẽ là .1 hoặc là 100. Và cái địa chỉ đuôi IP cuối cùng mà bên bạn bên mình muốn setup mà còn trống thì mình sẽ gắn vào đây. Đó, để nó có thể nhận được cái IP, cái giải IP của máy chấm công để kết nối vào máy tính trên phần mềm WiMIC 3. Đây là những cái thiết lập cơ bản, những cái thông số cơ bản đối với dòng WiMAX K14 Pro.